Con vừa nói gì? Con ăn mì xong con ăn gì? Con ăn cam. À, con ăn mì xong con ăn cam à? Ok nhá. Xong rồi con ăn cam. Ok. 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 Mọi người xem con ăn. À, mọi người xem cam ăn. Con giới thiệu mọi người hôm nay con ăn gì? Mọi người cầm không nói được. Mọi người cầm không nói được á? Sao? Con mình là con vẫn nói mà. Sao con không nói được? Mọi người ơi, hôm nay con ăn. Hôm nay con ăn nấm. Ăn gì? Sao? Ăn nấm. Đi xa gì? À, ăn thiểu con đây. Mì xào gì nè? Mì xào bì. Mì xào gì? Mì xào bì. Mì xào bò. Mọi người xem cam nhá. Hôm nay cam mang ra không sạch. À, mọi người không xem à? Mẹ xem cam có ăn hết đĩa mì này không ha? Mì xào bò với tôm đấy. Nước sốt bố pha. Không, mẹ hôm nay mẹ có chỉ xào mì với củ thôi. Con ăn thấy đủ chưa? Con có ăn nữa không để mẹ phần? Không là mẹ ăn đây này. Mì ngon không con? Mì ngon. Ngon gì nhỉ? Mì đỗ. Mì đỗ. Mì đỗ ngon. À, mì đỗ ngon nhất á. Thế á? Nhà của mắt lỏ mắt dạ không? Con ăn cho cắn. Nhà con ăn cắn. À, ok. Con ăn mì sau đó con ăn cam. Ok. Không phải cắn đâu. Không phải gì? Không phải cắn. Không phải tỏi á? Tỏi, tỏi mẹ sao mẹ cho vào mì rồi. Ăn mì, ăn bò này. Ô, cam. Con gạt như thế bẩn. Có vẻ là chưa đói đâu mọi người ạ. Vì sáng nay ăn ăn sáng muộn. Cũng không muộn lắm, lúc ấy là 7:30. Nhưng mà ăn nhiều, sáng nay ăn nhiều lắm. Sáng nay con ăn nhiều con kể cho mọi người nghe. Sáng cho con ăn cơm. Sáng cơ mà, buổi sáng nay cơ mà. Sáng nay con gì? Con ăn mận. Ăn mận. Trước khi ăn mận mình ăn gì? Vitamin. À đúng rồi, mình uống tamin. Thế trước khi uống tamin là mình ăn gì? Ăn mận. Ăn gì nhỉ? Sữa chua. Nước cẩm. Sữa chua nước cẩm. Hôm trước sữa chua nước cẩm mình ăn gì? Mình ăn trước rồi. Mình ăn một quả chuối. Đúng rồi, quả chuối. Xong trước khi mình ăn một quả chuối là mình ăn cái gì? Mình ăn cháo. À đúng rồi, mình ăn một bát cháo nhỏ. Thế nên là chắc giờ chưa đói lắm đâu mọi người. Bây giờ là 11:30 rồi. Ăn đi, 12:00, 1:00 đi ngủ con nhá. Con chào mọi người ăn thịt. À, con xin mời mọi người ăn thịt à? Mọi người cảm ơn con nha. Thịt gì đấy con? Thịt ạ. Thịt gì đấy? Thịt. Nó nhanh lắm. Thịt bò. Thịt bò đây rồi. Thịt bò đâu? Đâu? Thịt bò không rơi bao giờ. À, thịt bò không rơi bao giờ à? Ăn đi. Lắm. Mẹ con xào bò này. Với mì hóc kiến. Mì Malai. Mì đấy là mì gì? Mì Malai. Mẹ con cũng không biết nữa. Cái này phải hỏi bố. Với súp lơ xanh, cà rốt và nấm. Đúng không? Cà rốt và nấm. Và tôm. Và tôm. Cam ơi, cam gạt như thế mì nó hỏng, nó chảy nước. Con ăn giống mẹ nhé.
Ăn cà rốt không? Không, nó sẽ ăn đôi rồi. Mà nó lúc mà nó giúp ăn hai tuần nay mưa lắm mọi người ạ. Hai mẹ con đang làm vườn đấy, đang làm vườn hăng say nhở, thì tự nhiên trời mưa thì ăn xong rồi ra làm vườn thì không hay thôi, ngủ mình ngủ sớm chiều dậy mình ra làm nhé, dọn nốt nhé. Mẹ đang dọn dở á. Thế sáng nay lúc làm vườn Cam làm gì giúp mẹ? Anh Cam đang đào đất. À Cam đang đào... chơi bắp hồ. À con chơi bong bóng. Con chơi bong bóng. Ừ. Có chơi màu hồng. Ừ. Con chơi với thử bóng bóng màu hồng hả? Ai mua cho con cái đấy không biết không? Mẹ mua. À mẹ mua hả? Có ăn cà rốt không? Cà rốt thì mua. Ngon không? Con có không? Cá quả. À cái gì? Cá quả. À giống cái quạt hả? Ô đúng rồi này mọi người ơi, mẹ con cắt hình cà rốt hình bông hoa mà con bảo là cái quạt. À đúng rồi, giống cái quạt đấy, giống cái quạt của ai? Một cái quạt ở nhà. Nhà nào? Không. Không. Mọi người ơi, con tâm mọi người ăn cơm. À con mời mọi người ăn cơm à. Con ăn đấy. Ừ. Con mẹ có xào cùng nấm đấy, con ăn nấm đấy. Con bây giờ con bây giờ con bị đau à? Mẹ đau đấy. Con đừng dùng tay, con lấy đũa đi. Lấy đũa đi thì không bị đau. Bị sức móng rô ấy. Này. Mẹ bảo cầm đũa mà. Con biểu diễn kỹ năng cầm đũa con xem nào, mẹ xem nào. Cam biết cầm đũa không? Cam biết gắp không? Hay Cam không biết gắp? Con được không? Em biết không? Ghê chưa, ghê chưa? Đúng rồi. Wow. Ngon quá. Mẹ không ăn gì của mẹ. À, cái quạt. Mẹ cắt cà rốt hình bông hoa mà con này bảo giống cái quạt. Giống cái quạt. Xong rồi Cam á. Cam ra vườn mẹ bảo Cam á. Cam nhổ giúp mẹ mấy gốc cải lên này mẹ. Chuẩn bị mẹ trồng gieo hạt ngò. Cam nhổ lên không có những bông hoa màu vàng ấy, Cam bảo Cam tặng mẹ. Cam hái hoa tặng mẹ hả? Cam ăn hết cầu. Cam ăn hết giống cá, cá quạt. À giống cái quạt à? Cà rốt giống cái quạt à? Mẹ thái giống cái quạt à? Cái quạt của ai nhỉ? Của ba. Của ba nội. Ba nội hả? Ba gì? Ba ngoại. À bà ngoại đúng không? Con đừng gặp thấy đau. Ồ nào. Ăn đi, ăn đào ngoài. Chào Cam mẹ. Sao con? Chào con Cam. Thiểu của Cam nhưng mà con cầm nhá, con cầm nhá, con cầm ăn đàng hoàng này. Con xúc đi. Cầm ăn. Gắp giống mẹ này. Ăn thịt bò ấy, thịt bò mềm á. Thịt bò bố ướp mềm mềm á. Ăn. Để mẹ kể chuyện với mọi người nhá. Có chuyện gì cả nhỉ? Cam định hôm qua Cam bảo em bé mẹ xinh, gọi mẹ là em bé. Vợ em bé. Em bé bố à? Em bé Cam. À em bé Cam, con Cam lớn rồi, Cam không phải em bé nữa. Cam là anh Cam rồi, là bạn Cam rồi. Gọi mẹ là em bé mẹ xinh. Em bé.
Sao mẹ gì? Rồi con biết đọc sách rồi ấy, mọi người ạ. À, lúc nào con đọc sách rồi mẹ con quay cho mọi người. Quả chín và nặng. Con nói lại đi để cho mọi người nghe thôi. Quả chín và nặng. Mọi người nghe đoán được con nói gì không? Nói lại một lần nữa. Quả chín và nặng. À, con nói là chuyện mẹ đọc chuyện cổ tích Việt Nam. Sáng đêm mẹ còn kể chuyện gì cho con nghe? Cố. Mẹ có con đọc. À, nói lại. Cô bé quàng khăn đỏ. À, đúng rồi, cô bé quàng khăn đỏ. Thế cô bé quàng khăn đỏ là có bác gì? Có bác Huệ. Bác gì? Bác Tảo. Bác gì? Bác Tảo. Lúc đầu thì bảo bác Huyền. Có bác thợ săn. Bác Huyền. Bác Huyền. Ai mua xe đạp cho con? Không, mua xe đạp. Ai? Con mua. Xe đạp màu đỏ mà, ai mua cho con? Ai? Con sẽ mua xe cho con. Đâu, mẹ làm gì mua, mẹ có tiền đâu. Ai mua nhỉ? Bác mà. Bác gì? Bác mà. À, bác mua. Bác, nhưng mà bác tên là gì? Con này to lên, bác gì? Bác Huyền. Đúng rồi, bác Huyền mua xe đạp màu. Con màu đỏ. Màu đỏ cho cam hả? Ừ. Cam còn thích không? Ôi, cam ơi, cam làm gì vậy? Cam ơi, con như thế là chọc vào họng là hóc đấy nhá. Quá khá. Hay là ừ, bác về hoa cá rừng và ừ đúng bác, rồi bác lấy cái rừng ướt ừ. Rồi về là ừ thế à, đâu hả? Về là ừ. Thật ra mẹ cũng không hiểu cam nói gì đâu. Giống cái quạt. À, giống cái quạt. Ừ. Con ăn đi. Giống cái quạt. Ừ, con này, con ăn thử miếng súp lơ mẹ xào ngon lắm. Mềm mà, vừa mềm vừa ngon vừa ngọt. Miếng súp lơ. Súp lơ xanh mà. Đây là nấm. Súp lơ mà. Súp lơ. Ừ, súp lơ. Ngọt không? Mẹ đổ cái gì? Con nói mẹ không đổ cái gì? Mẹ không đổ băng và giò rắc. Con ăn hết đi rồi mẹ không đổ. Con ăn rồi ăn ngon rồi nghịch chứ. Là mẹ không cho con ăn nữa đâu. Ăn ngày mình ăn mình nghiêm túc ăn này. Đồ ăn là mình làm sao? À, con mời mọi người à. Con ăn đi. Mọi người cảm ơn con nhé. Con ăn đi. Đấy là cái gì đấy con? Con cá bột.